Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Sập Đường 8. Và tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được làm một cái chủ đề, đó là những cái lý do nối tiếc trong tháng 8 này khi các bác không mua những bộ xe Cheater. Thì đặc biệt thì clip ngày hôm nay thì em xin được thông báo cho các bác, đó là hãng Cheater có thông báo với lại sau em, đó là từ ngày 10 đến ngày 15 tháng này thì tất cả các giá bán của những mẫu xe đua cũng như là địa hình, nói chung là tất cả những xe mã xe đạp của dòng Cheater sẽ tăng giá rất là cao, và cũng như là nhiều mã sẽ không còn nữa, và cũng như là rất là khó, nói chung là hàng nó thuộc dạng sắp xa hàng hiếm rồi, vì thì các biết rồi đấy, dịch bệnh thì càng ngày càng phức tạp, cho nên là mọi thứ linh kiện phụ kiện nó rất là khó và tận cạn, cũng như là nó thuộc dạng là không có hàng để đắp ráp luôn các bác nhá. Đấy thì hãng nó cũng đã thông báo với em. Thì như các bác biết thì những cái bộ chuyển động của dòng Shimano bản L5008 thì gần 1 năm nay hãng đã không còn sản xuất rồi. Và cái mã L2000 thì hãng cũng đã báo hết đồ sản xuất. 2 tháng nay thì cũng có rất nhiều các bác hỏi, đó là cái mẫu Cheater T10 Pro bản R2000 thì em cũng đâu có còn đâu, tại do hãng mà. Đấy, cho nên là xin lỗi các bác, là do dịch, cho nên là hàng nó không có đồ để lắp ráp, và cũng như là BM cũng không có hàng để nhập luôn. Đấy, và còn mã full Shimano R8000 hãng cũng đã thông báo với em là không còn đồ lắp ráp luôn, cho nên là những cái đồ mã hiện tại vẫn còn ở shop thì cũng chỉ là còn hàng rất là ít, cho nên là các bác nào mà muốn mua những cái mẫu xe R8000 cũng nhanh tay trong thời điểm này. Và mã L7000 hãng cũng đã báo tận cạn kiệt phụ kiện đã lắp ráp, cũng như là các bác nào có muốn mua xe đạp thì mua luôn thời điểm này chứ đừng có đợi chờ gì nữa, vì mọi thứ sẽ càng ngày càng đang bị căng, nói chung là cũng rất là căng theo tháng, nó nên giá rất là cao, cho nên là dưới ngày 10 các bác mua xe đấy, mua thì mua luôn, còn không thì nên giá rất là cao cao nhá. Thì đặc biệt thì các bác nào mà đang xem những cái mã xe đạp Galaxy ở trên web em rồi đấy thì cũng đã mới tăng giá, và đặc biệt cũng sắp tăng tiếp lần 3 của những cái mẫu xe đạp Galaxy, và tất cả mẫu mã xe đạp của dòng xe Cheater cũng như là xe Gian cũng sẽ lên giá, vì đợt này dịch thì hàng nó không có, còn rất là ít, cho nên là các bác biết rồi đấy. Ok, thì những cái mã xe mà kiểu mà mã cấu hình thấp hoặc là những cái dòng xe kiểu bình thường như Shimano Tuner, Atus, mấy con cơ bản thì vẫn còn, nhưng mà những con đó thì chắc các bác nào chơi xe lâu thì chắc cũng có đầy đủ và cũng đang sở hữu rồi, mà muốn nâng cấp thêm thì các bác hãy mua ngay và luôn trong thời điểm này các bác nhá. Đấy thì như các bác nào mà có hay coi thời sự rồi các kiểu thì rất là nhiều công ty phá sản, như Victoria đã tuyên bố phá sản, Chanel đã ngừng sản xuất rồi, các công nghiệp xa xỉ thế giới cũng đã ngừng sản xuất. Đấy, không cần phải nói những cái dịch vụ du lịch rồi đúng không các bác, cũng chỉ vì dịch đợt này rất là căng. Và cái clip ngày hôm nay thì em đem quay cho bác luôn, đó là ba cái mẫu xe này và cũng như là thông báo của Cheater. Đây là ba cái mẫu xe đang bán rất là chạy và đang thuộc dạng gọi là chạy hàng nhất ở sau em ở thời điểm hiện tại, và những cái cấu hình tầm trung thì đây là con Cheater L10 và Neopard M2000, và đây là một cái mẫu cũng mới ra, con này là con Cheater T10 Full Tierra của 4 lần bản em mới quay clip cho bác review ngày hôm qua, thì con này là con thứ 4 đã xuất từ hôm qua đến hôm nay rồi đấy. Ok, thì mức giá của nó cũng rất là hấp dẫn, thì đặc biệt những cái bản Full L7000, Full L8000 cũng còn rất là ít, cho nên là các bác nào muốn mua xe trong thời điểm này thì hãy nhanh tay đặt hàng, cũng như là để chọn cho mình những cái mẫu xe nào ưng ý mà hiện tại shop vẫn còn các bác nhá. Đấy, ok, thì các bác nào mà muốn đặt hàng cũng như là còn giải đáp tất cả thắc mắc, cần tư vấn thêm gì thì các liên hệ ngay số thoại hotline 0936307317 và 0933522186 các bác nhá. Và ba con này thì cũng đã được khách hàng đặt, và sau đây em sẽ đóng hàng và gửi cho các bác luôn, thì em qua cho bác xem cái clip cũng như là để thông báo về cái tình hình hiện nay của đô hàng cũng như là hàng cũng đang rất là cạn kiệt. Đấy. Ok, thì đến đây thì em xin kết thúc video tại đây, và tất cả những cái đường link của dòng xe Cheater em sẽ để ngay bên dưới để các có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết về những mẫu xe này nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn các bác đã xem video này của em. Xin chào các bác.